khi xung đột nga ukraine bùng nổ ấn độ cũng như nhiều quốc gia châu phi châu á và trung đông đều tránh chọn phe sự phụ thuộc của ấn độ vào năng lượng và vũ khí của nga cùng với các vấn đề trong quá khứ với mỹ khiến nước này có một lựa chọn trung lập hấp dẫn hầu hết giới phân tích đều có chung một nhận xét quy mô và sức mạnh của ấn độ khiến nước này trở thành quốc gia có ảnh hưởng nhất giữa thái độ trung lập sau một năm xảy ra cuộc chiến là quốc gia có dân số đông thứ hai thế giới và là nền kinh tế thứ sáu Ấn Độ sẽ tiếp tục giữ quan hệ với cả Nga với phương Tây khi duy trì thế nước đôi chiến lược. New Delhi một mặt tìm cách cưỡng lại sự thúc ép của Washington chống lại Moscow và mặt khác kêu gọi hòa bình và hợp tác trên những gì có điểm chung mà không ủng hộ một quốc gia cụ thể nào. Trước thế giới, khi nói về cuộc chiến tại Ukraine, các phát biểu của Ấn Độ chủ yếu dựa trên luật quốc tế. Chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chủ quyền và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia nhằm bảo đảm duy trì trật tự thế giới. New Delhi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động bạo lực và thu nghịch, nhưng chưa bao giờ nêu đích danh trách nhiệm của Nga. Tuy nhiên, quốc gia Nam Á này lại viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Cả hai lần New Delhi đều cung cấp thuốc men, thiết bị y tế và sơ cứu cho Kiev. Trả lời trang mạng ABC News của Úc, ông Rick Russell, cố vấn cao cấp và chủ tịch nghiên cứu chính sách Hoa Kỳ-Ấn Độ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho rằng với vị thế trung lập này, Ấn Độ là một trong số các quốc gia duy nhất trong cuộc chiến ở Ukraine có thể nhấc điện thoại và nói chuyện với lãnh đạo của cả hai nước Mỹ và Nga trong cùng một ngày. Làm thế nào giải thích cho thế trung lập này của Ấn Độ? Trong một phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Thượng viện Pháp, Christophe Zafrelot, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Pháp, trước hết nhắc lại lập trường không liên kết truyền thống của Ấn Độ trong các hồ sơ quốc tế. Đường lối phi liên kết của Ấn Độ được thể hiện qua việc không đứng về phía nào trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine. Đây là một quan điểm rất cũ, có từ thời hậu chiến, bởi vì ông Jawaharlal Nehru, thủ tướng Ấn Độ giai đoạn 1947 đến 1964, là người đặt nền móng cho lập trường này, từ chối chọn phe này hay phe kia vào giai đoạn chiến tranh lạnh. Ở đó, ông ấy nhìn thấy bạo lực không thể chịu nổi và do vậy đã hình thành một phong trào, đó là phong trào không liên kết, mà tư tưởng vẫn còn rất kiên định. Và sự kiên định này của Ấn Độ khiến các nước đồng minh phương Tây thất vọng. Năm 2023 New Delhi nắm chức chủ tịch luân phiên khối G20. Hoa Kỳ và các nước châu Âu trong đợi Ấn Độ có một thái độ rõ ràng hơn trong cuộc chiến Ukraine, nhưng đã hoài công. Tại cuộc họp các ngoại trưởng khối G20 trong tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chỉ nêu bật các vấn đề trong nước và các ưu tiên hàng đầu của Ấn Độ có liên quan đến Nam Bán Cầu, tức nhóm các quốc gia ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin, những nước có cùng quan điểm, đặc điểm kinh tế xã hội. Sự từ chối chọn phe của Ấn Độ trong các cơ chế đa phương chống lại Nga được thể hiện rõ qua những lần vắng mặt trong các lên án cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga, bỏ phiếu trắng gần như có hệ thống tại Hội đồng Bảo an khi Ấn Độ còn là thành viên không thường trực cho đến tháng 12 năm 2022. Bỏ phiếu trắng gần như có hệ thống tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc khi vấn đề Ukraine được đặt ra, cho dù đó chỉ là những câu hỏi vì lý do nhân đạo và điều đó không thay đổi được điều gì, Ấn Độ không ra mặt chống lại Nga hay phương Tây. Cũng trong phiên điều trần tại thượng viện Nhà nghiên cứu Christoph Zafrelot cho rằng còn có một yếu tố giải thích rõ thái độ kiên quyết trên của chính quyền thủ tướng Modi, sự phụ thuộc quân sự của Ấn Độ vào Nga. 2 phần ba vũ khí của Ấn Độ có nguồn gốc từ Liên Xô hoặc Nga. Điều này ít nhiều buộc Ấn Độ phải có thái độ và các phát biểu trừng mực. Đúng là Ấn Độ có các loại chiến đấu cơ Jafan và Miza, Pháp, nhưng họ có rất nhiều tiêm kích Sukhoi và thậm chí cả MiG của Nga. Về điểm này, Nga rất thông minh, không bán quá đắt. Chúng tôi nghĩ rất có thể là có sự bán phá giá, nhưng nhất là có sự hợp tác cùng phát triển. Ngoài những thiết bị trên, Nga và Ấn Độ cùng chế tạo tên lửa tầm ngắn Pramod mà hai nước này đã bán cho Philippines. Ở đây, tôi xin lưu ý, Ấn Độ là một quốc gia không có ngành công nghiệp quốc phòng, họ đã thất bại trong việc xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng, vì vậy, họ cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Về điểm này, người Nga vốn dĩ kiệm lời nhưng lại rất hào phóng trong việc chuyển giao công nghệ. Nhưng sự phụ thuộc này vào Nga còn có một nguyên nhân lịch sử sâu xa. Haspan, Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu và chính sách đối ngoại tại Observer Research Foundation, trả lời ABC News, nhận định đó còn là một phản ứng của Ấn Độ đối với cách hành xử của phương Tây trong quá khứ. Năm 1998, để đối phó với một loạt vụ thử vũ khí hạt nhân mà Ấn Độ tiến hành gần nước láng giềng Pakistan, nhiều nước phương Tây, đi đầu là Mỹ, đã áp đặt các lệnh trừng phạt khiến Ấn Độ không thể tiếp cận các công nghệ cao mà theo quan chức các Ấn Độ thời đó là để tự vệ trước Pakistan. Thay vào đó, New Delhi đã tìm thấy được sự hỗ trợ phòng thủ từ Nga thời kỳ hậu chiến tranh lạnh trên cơ sở một mối quan hệ lâu dài được hình thành từ thời Liên Xô. Trong những năm 1959-1960, vào thời điểm xảy ra xung đột biên giới Ấn Trung, Liên Xô khi ấy, bất chấp mối quan hệ đồng minh Trung Xô thiết lập trong những năm 1950, vì muốn giữ mối quan hệ hữu hảo với Ấn Độ, đã tuyên bố trung lập khiến Trung Quốc tức giận. Nhà nghiên cứu Haspan khẳng định, hầu hết các nền tảng lớn của Ấn Độ như tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân, tất cả đều thuộc Liên Xô bởi vì Liên Xô sẵn sàng chia sẻ công nghệ với Ấn Độ. Sự phụ thuộc đó càng quan trọng hơn vào lúc tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn dai dẳng. Nhưng thế phụ thuộc quân sự vào Nga này chưa đủ để giải thích lập trường trung lập của Ấn Độ. Tại phiên điều trần ở Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Thượng viện Pháp, nhà chính trị học, chuyên gia về Ấn Độ Christoph Zafralod, nhận định còn có hai lý do khác để hiểu rõ vì sao New Delhi không lên án Moscow. Và những điểm này đã được Ngoại trưởng Ấn Độ, ông Subraman Iyem Jaisankar, người định hình chính sách đối ngoại cho Thủ tướng Modi hiện nay, trình bày rất rõ trong nhiều bài viết. Đầu tiên là chủ nghĩa chống phương Tây kế thừa từ chủ nghĩa chống đế quốc. Chúng ta hiện đang trong thời kỳ hậu thuộc địa, nhưng chúng ta vẫn chưa thoát được trạng thái vốn là di sản của cuộc đấu tranh chống thực dân. Và chống chủ nghĩa đế quốc là từ chủ đạo, một điều gì đó dành cho Mỹ nói riêng và cả phương Tây nói chung. Điều giải thích thứ hai, có lẽ còn quan trọng hơn, đó là một tầm nhìn thế giới mà Jai Sankar mô tả là đa phương. Chủ nghĩa đa phương đó là gì? Đó không hẳn là đa phương, không phải là song phương, mà cũng không là đơn phương. Đó là khả năng Ấn Độ có thể trao đổi với nhiều đối tác khác nhau về những vấn đề khác biệt giữa bên này với bên kia. Tâm nhìn này của Ấn Độ được nhiều chuyên gia diễn giải như là đa liên kết. New Delhi hình thành các quan hệ đối tác và duy trì quan hệ hữu hảo với nhiều nước, và như vậy Ấn Độ sẽ rộng đường hành động hơn là bị trói tay vào một mối quan hệ đồng minh, vốn dĩ bị cấm ở Ấn Độ. Nhà chính trị học Jaffer Loth phân tích tiếp, trong tầm nhìn thế giới đa phương này, càng có nhiều cực, càng có nhiều đối tác khả thi chừng nào càng tốt chừng ấy. Vì điều đó, Ấn Độ muốn có một nước Nga hùng mạnh bởi vì họ phụ thuộc vào Nga về vũ khí. Ấn Độ muốn Nga mạnh còn là để mở rộng các khả năng của mình. Tương tự, Ấn Độ muốn có một Liên Hiệp Châu Âu vững mạnh. Điều đó cũng quan trọng cho Ấn Độ bởi vì đây là một cực quyền lực bổ sung trong cuộc chơi. Bởi vì điều làm Ấn Độ lo lắng nhất là một thế giới lưỡng cực và nếu thiếu may mắn, đó sẽ là một cuộc chiến. Đây là một hướng đi mà thế giới từng trải qua. Dường như tầm nhìn thế giới này của Jai Sankar trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ lúc ban đầu ít nhiều có được thành công. Nhiều cường quốc lớn liên tục gửi đặc sứ đến New Delhi nhằm lôi kéo Ấn Độ về phía mình khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Tuy nhiên, trong xu hướng thế giới rơi vào thế lưỡng cực ngày càng lớn, việc kiên định không chọn phe nào cũng có thể khiến Ấn Độ xa lánh cực Mỹ và phương Tây bởi từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, cũng như từ khi căng thẳng với Trung Quốc gia tăng, Hoa Kỳ đang tìm cách thuyết phục. Nếu không muốn nói là ép buộc Ấn Độ phải bày tỏ chung quan điểm về tình hình địa chính trị thế giới. Tuy nhiên, New Delhi dường như không chấp nhận bất cứ cường quốc nào có ý định lên lớp họ Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ không thích ứng với những thách thức của các xu hướng địa chính trị đương đại trên khắp thế giới. Vốn tìm cách thúc đẩy sự liên kết quốc tế theo các mục tiêu kinh tế và an ninh của mình, chính sách của Hoa Kỳ đã trở nên phản tác dụng. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ lâu là nhằm tìm cách ngăn chặn bất kỳ quốc gia nào một mình thống trị khu vực Á-Âu, nơi sinh sống của phần lớn dân số của hành tinh chúng ta và là nơi tập trung sản lượng kinh tế của thế giới. Mặc dù chưa có gì đáng báo động, song chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ gần đây đã khiến các nước thân hữu và đồng minh có tư tưởng độc lập như Ả Rập Xê Út, Pháp hay Brazil xa lánh. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ xem thế giới gần giống với một tòa án, nơi mà các luật lệ được thực thi và những kẻ vi phạm pháp luật bị trừng trị để khuyến khích mọi người tuân thủ, hơn là một triều đình, nơi có ban thưởng và có thu hồi, trong đó các triều thần thành lập và phá bỏ các liên minh khi cần thiết. Điều này có thể dẫn đến sự thiếu linh hoạt, bởi theo truyền thống, Đặc trưng của ngoại giao là thỏa hiệp và bảo vệ lợi ích quốc gia. Thành quả của chính sách đối ngoại này gần đây đã được cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Lauren Summers mô tả là đơn độc đối với Hoa Kỳ, vì những nước dường như không đứng về lẽ phải của lịch sử đang ngày càng liên kết mạnh mẽ với nhau trong nhiều liên minh. Ông Summers nói thêm, một người từ một quốc gia đang phát triển từng nói với ông rằng những gì họ nhận được từ Trung Quốc là một sân bay, còn những gì họ nhận được từ Hoa Kỳ là một bài giảng. Tuy nhiên, ông Summers, như phần lớn các nhà hoạch định chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, vẫn bảo vệ quan điểm cho rằng hoa kỳ đang dẫn dắt các quốc gia hướng về lẽ phải của lịch sử nghĩa là một trật tự toàn cầu hậu dân tộc chủ nghĩa dựa trên các giá trị chung và tự do thương mại quan điểm này của mỹ ngày càng khiến ấn độ xa lánh trong khi đây là quốc gia mà washington từ lâu đã tìm cách duy trì quan hệ như một đối tác làm đối trọng với trung quốc đặc biệt thông qua các sáng kiến như đối thoại an ninh bốn bên hay còn gọi là bộ tứ các nhà phân tích chính sách đối ngoại đã lưu ý về mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa nga trung quốc và ấn độ cũng như những vấn đề còn tồn động giữa những nước này, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị và kinh tế tiếp diễn giữa Trung Quốc và Ấn Độ có thể sẽ không sớm được giải quyết. Nhưng điều này không có nghĩa rằng quan hệ Ấn-Mỹ sẽ mạnh mẽ hơn chỉ vì căng thẳng Trung Ấn gia tăng. Có sự khác biệt rất lớn giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ cả về địa chính trị lẫn giá trị nói chung. Hoa Kỳ càng cố gắng thuyết phục Ấn Độ ủng hộ lập trường của mình về những vấn đề này bao nhiêu, thì Washington lại càng khiến New Delhi tỏ ra xa cách bấy nhiêu ai cũng biết rằng ấn độ một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới nơi có quân đội và hải quân hùng mạnh và sắp trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới không muốn làm đệ tử của mỹ hoặc bị phương tây gây áp lực phải chấp nhận các quan điểm của họ về biến đổi khí hậu thương mại tình hình ukraine lệnh trừng phạt đối với nga hoặc các vấn đề khác ấn độ giống nhiều quốc gia khác ngoài phương tây không chấp nhận khuôn khổ mà chính quyền biden đề ra phân chia thế giới thành khối các nước dân chủ cạnh tranh với khối các nước chuyên chế trong một cuộc khảo sát gần đây người dân ấn độ đánh giá mỹ là mối đe dọa quân sự lớn thứ hai chỉ sau trung quốc nhận xét này không được lấy từ các phân tích của những nhà địa chính trị châu á mà là cái nhìn của người dân bình thường ở ấn độ cho rằng xã hội mỹ và các phương tiện truyền thông mỹ hoàn toàn không hiểu ấn độ và có thể đang vô tình làm suy yếu nhà nước ấn độ mặc dù đây chắc chắn không phải là ý muốn của chính phủ hoa kỳ điều này được thể hiện thông qua việc hoa kỳ gây áp lực với ấn độ muốn new delhi suy nghĩ lại về mối quan hệ quân sự giữa ấn độ với nga một điều nữa khiến New Delhi không hài lòng là cách mà truyền thông phương Tây và các nhà hoạt động mô tả Ấn Độ. Viết trên tờ Washington Post, nhà báo nổi tiếng người Ấn Độ Bác Hà ghi nhận sự thiếu hiểu biết của phương Tây về các vấn đề mà Ấn Độ coi là mối đe dọa nghiêm trọng về an ninh quốc gia, chẳng hạn như cuộc truy lùng nhà thuyết giáo và chiến binh cực đoan Amritpa Singh ở Punjab. Thay vào đó, phương Tây lại chỉ trích việc Ấn Độ cắt Internet ở Punjab trong lúc truy lùng sinh. Theo ông Zaisanka phương tây không cảm thấy thoải mái với chủ nghĩa dân tộc như của ấn độ và các nước châu á khác phương tây thường không hiểu tại sao các chính sách của họ ngay cả đối với các vấn đề tương đối nhỏ như tư cách thành viên trong các tổ chức quốc tế lại khiến ấn độ tỏ ra xa lánh theo nghĩa rộng hơn xã hội ấn độ và mỹ diễn giải nhiều giá trị một cách khác nhau ví dụ cả hai đều coi trọng quyền tự do ngôn luận nhưng danh giới của quyền tự do này khác nhau ở hai quốc gia theo một số khảo sát về giá trị toàn cầu ấn độ đề cao các giá trị truyền thống hơn là quyền tự do cá nhân và điều này được phản ánh trong luật pháp và các tập tục xã hội tuy nhiên khi chính sách đối ngoại của hoa kỳ tiếp tục dựa trên các giá trị điều này có thể gây xích mích với ấn độ và dẫn đến nhận thức rằng hoa kỳ đang tìm cách can thiệp vào các chuẩn mực xã hội và chính trị nội bộ ấn độ mặc dù cùng chia sẻ một hệ thống dân chủ và cùng đề phòng trung quốc hoa kỳ và ấn độ không có chung một nhãn quan về thế giới lập trường của hoa kỳ đối với ukraine và nga cũng như những lời chỉ trích về những diễn biến trong nước ở Ấn Độ, chẳng hạn như việc nghị sĩ đối lập Rahul Gandhi bị khai trừ khỏi quốc hội, đều khiến Ấn Độ xa lánh Hoa Kỳ. Ấn Độ tự xem mình là một nền văn minh cổ xưa với tầm ảnh hưởng rộng lớn, đang giành lại vị trí xứng đáng của mình trên trường quốc tế, tương tác với các quốc gia khác theo lợi ích của mình và là một quốc gia không cần các nước khác lên lớp về cách điều hành công việc nội bộ. Một chính sách đối ngoại của Mỹ không tôn trọng điều này có nguy cơ khiến Ấn Độ thêm xa lánh và có thể góp phần làm New Delhi xích lại gần các nước đối đầu với Washington về kinh tế đến địa chính trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở unboxing file, xin cảm ơn vì đã ủng hộ.